quý vị đại biểu, quý khán giả cùng với các cháu. Vâng, một hình ảnh rất là tuyệt vời. Hiện nay ông Bắc đang đến tận nơi, tận chỗ của quý vị và mọi người. Vâng, các công tác chuẩn bị, chúng ta hãy chuẩn bị xem. Và ông Bắc sẽ đi một trang bị trao khán giả của Long Xuyên, An Giang và các quý vị của tỉnh An Giang. Vâng, thưa quý vị và các bạn, lâu lắm rồi An Giang chúng ta mới có một ngày hội bóng đá. Phải nói là rất là tuyệt vời. Ngồi xuống, không ảnh hưởng tập trên ở phía trên. Vâng, chúng ta cho những tràng vỗ tay. Và hiện nay, ông huấn luyện viên Bắc đang hướng dẫn kỹ thuật cho các cầu thủ nhí An Giang của chúng ta. Vâng, các bạn viên bắt đầu chuyển bóng từ nào. Vâng, các cầu thủ. Đang sẽ là bước thủ môn của đội Hồng Giang và bước đội tuyển thủ quốc gia Việt Nam mặc dòng áo xanh tập trung. Chúng ta tụ tập trong đức thánh chính mình.